Trên nó là cây dừa mà trái nó chưa chín nữa. Rồi, vừa ra hai cây, một cây dài của anh và một cây ngắn này của anh, là câu thử xem ở đây có cá không nha mọi người. Thấy nó lên tim mẫn quá chừng luôn nè. Chỗ, chỗ này khó đi luôn. Chỗ của anh đang ngồi hiện tại là một cái bờ kè với sông, người ta múc đất lên, nó đất ở đây khác ở chỗ thôi. Dưới quê của mình nha, chỗ này là đất nó dạng như đất sét vậy đó. Cái màu nó có hơi đỏ đỏ, trắng trắng, còn ở dưới múc sình với sông lên là đen lùi luôn. Phía trên bờ là một cái trường tiểu học khá là bự luôn nha. Giờ này mấy em nhỏ ngủ hết trời, tắt đèn cứ thui hết trời. Chạy ra đây khoảng 100m nữa anh Nguyên. Chạy ra phía ngoài này khoảng 100m nữa mọi người thì tới cái cống ngăn mặn rồi nha mọi người. Quanh cầu chỗ này thì ở trên nó có cây dừa. Không biết là cá mè nó có gom ở đây không, nay mình câu ở đây nha. Thấy tim nó lên quá chừng luôn mà giả lại nước chỗ này đang xả cống đó, nên là nước chảy mạnh lắm. Nên là quanh với anh câu đái mà anh câu lửng nó trôi hoài luôn kìa. Chạm ăn nha. Anh cứu anh câu dính nha mọi người. Ôi, cái mày dính này nó bự bự hơn chỗ em câu nữa. Ôi vậy. Ôi ôi, cá bằng bàn tay luôn nha. Hên nha, nước chảy mà nó ăn lẹ thiệt. Mình ra thêm một cây cần dài nữa nha mọi người. Cái này là nó bắt tương nha. Ra ngoài đó kiếm, nãy thấy Hugo ở ngoài đó kìa. Ê, bảy giờ. Anh đây là đột cây luôn rồi. Cá rồi mọi người ơi, không biết con gì đây chạy dữ vậy. Oh wow wow wow. À, đó 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 chạy kìa. Bà tới anh Nguyên luôn anh. Ờ mày Vinh. Ồ chạy kìa. Càng dài lên cũng khó nha. Ê con này bự. Không. Bắt bắt luôn. Ôi. Ôi. Ôi, câu đầu tiên nha mọi người. Đây là con đầu tiên mà quanh vừa dính được nè. Ủa cái nó bự bự bằng bàn tay luôn á. Anh Nguyên dính con, vậy em dính con. Ở chỗ này anh Nguyên nói là cá bự bự luôn mọi người. Nên là hôm nay anh Nguyên dẫn mình đi câu nè. Chút nó cắm đầu, ôi nó bự. Để lên bàn tay là hết cái bàn tay luôn. Ui ui vậy. Trời. Lưỡi số 10 mà dính được hay nha. Để cục phao chưa xuống hết nữa mà nó ăn luôn mày. Ôi cá trên này bự quá anh Nguyên. Đó. Nãy quanh câu dính được một con cá thác lát nữa mọi người, do là đến đây mình câu thử á, không biết có cá không là cũng không có quay. Giờ quanh sẽ quay con cá thác lát cho mọi người xem nha. Đây rồi cho vô gọng luôn nha, nãy giờ là 3 con rồi đó. Đó. Nãy quanh dính được con cá thác lát nữa mọi người, ở trên đây có cá thác lát nữa, dính được một con cá lăn nhỏ nó nhưng mà không có quay, với lại nó nhỏ quá mình thả luôn rồi. Rồi 3 con bự bự không, con nào ném bằng bàn tay không à. Nay quanh không câu bằng trái dừa hoặc cây sập nha mọi người, quanh câu bằng mồi dế nè. Vừa để xuống cái nó ăn liền luôn. Tao chưa chạm đáy nữa. Để mà mình ra được cái chiếc ghe đó mình ngồi câu im luôn. Mà xa bờ quá. Rồi ra cần nữa nha. Cá chậm ăn thiệt mà ra con nào chất lượng đó luôn. Để em thả đây hả? Em báo nữa vậy. Đó. Thằng bác, thằng bác. Có cá thác lát, cá thác lát. Rồi, tới của anh Nguyên rồi. Ê, không phải, cá chèn. Trời ơi trời. Có chúa nữa rồi. Cái này cá chèn nè. Ôi, đã chưa. Chè khè luôn nè. Cá chèn. Ôi, cái miệng nó bự ghê lắm đó. Ôi, con thứ hai nha. Sao mà đủ cá liền vậy trời. Em nãy giờ là em thập cẩm luôn rồi đó. Nãy lên cá thác lát nè. Con mà Vinh nè, giờ tới con cá chèn. Rồi chờ mọi người.
đàn cá chèn nha. Ôi cái miệng đó nè, nhìn giống như một con cá lăng vậy đó. Nhưng mà cái mình nó thì phía này mình dòm giống như cá thác lát nha, mà nó vàng khè luôn. Nhưng mà đặc biệt nó giống con dồ đếm nha, ở hai bên này chúng nó có hai cái đếm nè anh Nguyên, giống con dồ đếm vậy đó. Đây, đây nha mọi người, nãy giờ thập cẩm mà nó ba con là ba giống khác nhau, không con nào dính con nào hết trơn. Rồi trời, nước mà ghê chưa. Ở chỗ đó có đống trà nên nó thấy mồi mình lên nó ăn á. Cái chuối nó thấp dữ rồi anh ơi, nó ngọt á. Cái chuối mày kho đã lắm rồi. Dính hai con. Dính nữa, dính nữa. Còn cái nhỏ à. Ôi, mày dính nữa. Ui. Con tiếp theo đó nha mọi người, con này thì nhỏ hơn con lúc nãy nhưng mà bằng con anh Nguyên câu tàu hay Nguyên? Bằng con tàu. Nó trồi xuống tới dưới đó luôn á. Cá nó gom khúc dưới đó mọi người, chỗ đó có bụi bình bự lắm. Đây nha, con thứ năm. Câu từ đây tới chiều mà cá cỡ này không về con ăn đã. Mẹ em muốn ăn xương. Bị mất xương hoài à. Rồi con tiếp theo nha. Trời rớt cá quá. Ở cái gỏng chứ quay rồi. Vô. Cá bự không mà, trên này cá bự nhưng mà nó hơi chậm ăn xíu. Tại nước chảy quá chừng luôn. Kìa bên đó có bụi lục bình bự dưới à. Dưới à, cái cây bằng ngã xuống dưới á. Có Hugo ở phía bên đó nữa mọi người, quên thả dây xuống tới dưới đó luôn. Chính rồi á. Ú. Đây này là con cá bay nè. Mày kính. Ôi anh Nguyên dính nữa rồi kìa. Ôi nãy giờ biết lâu luôn á. Ui con này bự nha, con này bự hơn con lúc đầu anh dính rồi đó. Bự nha. Con thứ 6 nha, nãy giờ hai anh em dính cá bự không à. Ôi ơi, dậy. Ồ, có nhớt rồi đó nha. Cột sữa luôn. Đây nha, sắp bằng bàn tay luôn, con này chắc cỡ 3 ngón. Dính rồi. Anh hên. Ôi. Dậy, đâu rồi? Chút xong rồi anh ơi. Ôi, chút xíu nữa. Mắt con cá luôn rồi mọi người. Ờ dính sình không luôn. Ở đất ở đây nó đỏ ha. Chắc là ở đây đất phèn mọi người. Đây nha, con thứ 7 rồi nha. Gọi là quên cá luôn là biết dính nhiều cỡ nào. Coi giật giật cái cằn luôn. Ôi, nữa rồi. Tại nắm trong dây á nên là nó không có độ đàn hồi của cái đọt á nên nó dễ giục. Ê, trời ơi, xình không luôn. Con tiếp theo nha mọi người. Nãy Nguyên mới xảy con đó rồi đó, Nguyên nãy nó giật cái đọt luôn. Đây. Cá nó ăn nó đợi lúc mà mình đi làm cái gì đâu không à, rồi cái nó mới lại nó ăn. Còn lúc mà mình ngồi chờ nó không ăn. Nghe dễ nói gì. Dính rồi kìa, dính rồi kìa. Ừ, anh Nguyên dính rồi. Cái nhỏ à. Đó, tới lúc nó lại nó ăn rồi đó. Vô. Ồ, rồi để anh gỡ đi mất mỏi nè. Nãy hơi chậm ăn, tới giờ dính cái dính liên tục luôn. Nè, mua dế chỗ này mà bị dế nhỏ. Đi lên tới chợ Sóc Xài mới mua dế. Đúng không bác? Dính rồi. Ôi con gì đấy? Con gì? Ô em đây. Ô cá mẹ. Cá mẹ bự nha. Nó bự bự luôn. Rồi. Lên thôi, tội thôi cái đọt. Ui, đi cái mỏ rồi. Móc mép môi rồi. Đây nha, nãy giờ cá tiếng đồng hồ mới dính nha mọi người. Ê. Rồi, đây nha mọi người. Ba ngón tay của anh luôn, cả tiếng đồng hồ mới dính. Còn thứ 8 nha mọi người.
con này là nãy giờ gần một tiếng đồng hồ anh mới dính được mọi người. Lúc mà mới tới đây thì cống mới xả hơi hơi à, bây giờ nước chảy mọi người nhìn phía sông rồi, chảy cuộn cuộn luôn, một bình trôi rất là nhanh luôn á. Thao là mình câu đáy nó trôi luôn phao luôn á. À, nha. Ơi. Em Tèn, con thứ 8 nha. Chỗ này đất mềm. Nãy giờ nước chảy quá trời mạnh luôn mọi người. Quanh gọng cá lúc cá mà bây giờ lòi lá cá lên trên bờ luôn rồi nè. Ôi, nãy giờ cũng được mớ bộn nha. Đây, đây Quanh xách lên cho mọi người xem. Nãy giờ Quanh câu 6, 7 con cá mè nha. Một con cá thác lát với một con cá chèn. Cũng chiều rồi mọi người, đây là thành quả mà anh đi xa nha. Đi từ sáng tới giờ câu được nhiêu đây cá nè, do là nước ở dưới sông chỗ này nè, nó chảy quá chừng luôn. Quanh đi vô cái kinh nhỏ để câu mà nước cũng chảy như vậy luôn câu. Trong đây cũng mấy tiếng đồng hồ cá không mà. Giờ Quanh sẽ lôi cá lên cho mọi người xem nha. Đây. Đây là quả mà Quanh đi từ nhà đến trên cái cống dầm găng này để câu nè, cũng mấy chục cây số mọi người. Cũng được mớ cá mè khá là ngon nha. Nhiệt là con này nè, bự ghê luôn. Đây được một con cá chèn nó còn sống luôn. Mấy con cá mè ở đây nó ngọt hết rồi.